Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của Hồng Định. Hiện tại thì Hồng Định đang có mặt ở căn hộ mẫu La Mơ Quy Nhơn. Rồi các anh chị cùng với Hồng Định mình tham quan căn hộ mẫu La Mơ Quy Nhơn nha. Định vừa dẫn các anh chị mình tham quan căn hộ mẫu La Mơ Quy Nhơn. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video của Hồng Định và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.